Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 366 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ một hỗn độn tiên quân to lớn vĩ đại từ trên trời giáng xuống, đè đại trận do ngàn vạn tiên quân tổ thành phải run rẩy tầng tầng sụp đổ, chính là đại diễn cổ thần ra tay. Ngọc Kinh Thiên Quân vẫn không nhúc nhích, cười nói: "Đại diễn sư huynh, người không có bản lĩnh như La Ma sư huynh mà cũng muốn phá trận của ta sao?" Đại diễn cổ thần cười to nói: "Ta không muốn phá trận, chỉ muốn làm loạn trận thế để cho Bất Không Thông Thiên Kiều có thể giáng xuống mà thôi." Đại diễn cổ thần dứt lời, một cây cầu to như cầu vồng từ chân trời bắn tới, phá tan đại trận. Đầu kia cây cầu chạm vào đảo nhỏ hoa sen chưa biến mất, một nữ nhân như mộng như ảo bước trên cầu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười lớn, vươn tay chỉ, Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh đè xuống Bất Không Thông Thiên Kiều. "Linh nữ, tuy Chấn Đạo Đỉnh của ta chỉ là một trong năm đỉnh, không bằng Thông Thiên Kiều của nàng, nhưng uy lực chí bảo tiên đạo phát huy được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của người tế luyện nó kìa. Bây giờ thực lực của ta vượt qua linh nữ rất nhiều, dù nàng có Thông Thiên Kiều cũng không đánh lại ta đâu." Ngọc Kinh Thiên Quân không nói khoác, Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh đè xuống, hoa sen trong đỉnh tầng tầng nở ra rồi rơi xuống Bất Không Thông Thiên Kiều. Các cánh hoa phong tỏa cây cầu, mặc dù linh nữ khởi động uy lực Bất Không Thông Thiên Kiều cũng không đánh bay mấy đóa hoa sen để đến được hòn đảo nhỏ được. Ngọc Kinh Thiên Quân nuốt mười mấy giáo môn, thu hoạch kinh điển, tổng hợp lại thành một, thực lực tiến bộ vượt bậc đã mạnh hơn linh nữ. Linh nữ nhíu mày, đột nhiên thu Bất Không Thông Thiên Kiều về. Cây cầu bắc ngang, La Ma của thần đáp xuống cầu. Bất Không Thông Thiên Kiều quét qua, hất bay đại trận Ngọc Kinh Thánh Giáo. Đại diễn cổ thần cũng đáp xuống cây cầu nói: "Không được rồi, đi." Bất Không Thông Thiên Kiều xé rách không gian lướt đi. Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn bọn họ đi xa, lướt hư không xung quanh, mỉm cười hỏi: "Còn vị đạo hữu nào muốn chỉ giáo không?" Hư không lặng yên, không ai ra tay nữa. Ngọc Kinh Thiên Quân cảm ứng các hơi thở núp trong không trung đi xa, mỉm cười bước hướng quả trứng đá. Đột nhiên hư không sao động, một bàn tay dễ dàng xuyên thấu đại trận ngàn vạn tiên nhân. Bàn tay tới đâu là các tiên nhân bị đánh bay ra bốn phương tám hướng. Năm ngón tay tung bay xoa nắn, đám người Ngọc Cung Thiên Quân rên rỉ, bị mấy ngón tay búng bay không ai ngăn được. Ngọc Kinh Thiên Quân tim đập chân run, vội vận chuyển Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh. Uy lực đỉnh to mới bộc phát, hoa sen bay ra miệng đỉnh thì bàn tay đè xuống ngay miệng đỉnh. Uy lực của Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh bị chặn lại, không thể, chính là bàn tay kia bắt lấy quả trứng đá rút ra ngay trước mặt Ngọc Kinh Thiên Quân, bàn tay biến mất. Ngọc Kinh Thiên Quân tức cói máu, cao giọng quát lên: Ngươi là ai? Ngươi là ai?" Hư không im lặng, không có tiếng vang. Một chiếc đại lộ bảo liễn chạy ra khỏi đại trận Ngọc Kinh Thánh Giáo. Bên trong xe, Giang Nam buông quả trứng đá xuống cười nói: "Chúng ta đi thôi." Giang Tuyết Tình nhào lên ôm quả trứng đá, gõ trứng cười nói: "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Phụ thân, nhị nương, chúng ta đặt tên gì cho nàng đây?" Giang Nam trầm ngâm, Thiên Vi cười nói: "Nàng ta được khí vận khai thiên sinh ra, lại là linh quang bất diệt cuối cùng của tiên thiên ngũ sắc liên biến ra, hãy gọi là Vân Liên đi." Giang Nam gật đầu cười nói: "Cũng được, vậy đặt là Vân Liên đi." "Vật nhỏ còn không chịu ra đi sao?" Giang Nam gõ nhẹ quả trứng đá, bên trong vang tiếng răng rắc khe khẽ. Quả trứng đá vỡ ra như trứng gà. Một cô bé cao khoảng một thước ngồi trong vỏ trứng bể, người mặc váy sen, tay chân trắng mũm mĩm, mắt to đen láy, tò mò mà nhìn bọn họ.
Thiên Vi lên tiếng khen. Thật là băng tuyết đáng yêu mà. Cô bé hít ngửi, ôm một miếng vỏ trứng nhai rôm rốp, rất vui vẻ. Băng tuyết đáng yêu sao? Giang Nam sỉ cười. Phu nhân đừng bị lừa, bộ dạng của Vân Liên đáng yêu, thế nhưng không thuần khiết như trẻ mới sinh đâu. Vân Liên mà nghịch thì cáo già cũng sẽ bị lửa xoay quanh thôi. Thiên Vi không hiểu, Giang Nam cười nói. Vân Liên sinh ra từ tiên thiên, bẩm sinh là tinh quái, thần thánh, sớm hiểu được tiếng người, tiếng thú, nghịch ngợm danh mãnh. Phu nhân nghĩ Ngọc Kinh đặt đại trận ngàn vạn người là để phòng người bị các cường giả khác cướp đi hay sao? Ngọc Kinh còn một mục đích khác là để phòng vật nhỏ này bỏ trốn đi. Thiên quân mà còn phòng ngừa Vân Liên trốn thoát đi, phu nhân nói xem, nàng là đứa con nít mới ra đời hay sao? Thiên Vi nhìn cô bé ngồi trong vỏ trứng giả bộ đáng yêu, hét lên thất thanh. Ý của lão gia bảo nàng giả bộ đáng yêu cho chúng ta xem hay sao? Giang Nam gật đầu nói. Nàng hấp thu 9.300.000 đại đạo là có thể sinh ra, nhưng thấy bên ngoài có cường giả đánh nhau, biết không trốn thoát được nên mới nhịn. Bị ta bắt vào bảo lĩnh, Vân Liên luôn chờ cơ hội chạy trốn đi. Ta gõ vỏ trứng của Vân Liên, nàng biết ta nhìn thấu kế hoạch chạy trốn nên buộc lòng xuất thế. Thiên Vi giang tuyết tình chớp mắt nhìn Vân Liên ngồi trong vỏ trứng. Cô bé vẫn còn cắn vỏ trứng, nhỏ nhắn đáng yêu. Thiên Vi giang tuyết tình thấy rất khó tin. Thiên Vi lắc đầu nói. Vừa xuất thế đã biết nói, lại còn danh mãnh như vậy, ta không tin. Giang tuyết tình chú ý khác với Thiên Vi, tò mò hỏi Vân Liên trong vỏ trứng. Ăn có ngon không? Vân Liên ngước lên đưa một miếng cho Giang Tuyết Tình, ngọt ngào nói. Ăn ngon, cho ngươi một miếng này. Giang Tuyết Tình ngồi xuống, hai tiểu nha đầu, một ngồi trong vỏ trứng, một ngồi bên ngoài, cầm miếng vỏ, nhai rôm rốp. Giang Nam cười nói. Vừa sinh ra đời, đã biết nói chuyện, lại yêu nghiệt. Nhưng đứa nhỏ này, ra đời là thần thánh, là thần tiên, có chút tâm kế là khó tránh khỏi. Vân Liên, ngươi đừng thử chạy trốn, cũng không cần chạy trốn đâu. Ngươi không chạy thoát được. Trong thiên hạ chỉ có 3-4 người ngang hàng với ta được thôi. Ngươi không thể thoát khỏi tay ta được. Hơn nữa đi theo ta, chơi đùa với nữ nhi của ta sẽ được ích lợi rất lớn. Cô bé ngồi trong vỏ trứng ngước đầu lên ngọt ngào nói. Liên Liên không nghe hiểu ngươi đang nói gì, thế nhưng Liên Liên rất ngoan, rất nghe lời. Thiên Vi đã nhìn ra Vân Liên đúng là danh mãnh thật. Lão gia, tìm y phục đàng hoàng cho nàng mặc đi. Lúc nhỏ mặc cánh sen làm váy còn được, khi lớn lên không thể mặc như thế vậy được. Giang Nam nói. Thì Chín Thiên Ma Tôn cũng mặc như vậy mà. Giang Nam nhớ đến Chín Thiên Ma Tôn mặc váy sen, tay cầm chùy to, hắn liền dùng mình. Nói vậy nhưng Giang Nam vẫn bắn ra một luồng linh quang bất diệt, dệt quần áo nhỏ tự động mặc vào người của Vân Liên. Giang Nam cười nói. Nhiều người thèm muốn tiểu Vân Liên, không thiếu người muốn ăn nàng, cướp khí vận, công đức. Nếu vật nhỏ này mà chạy trốn, có bộ đồ của ta có thể ngăn cản được giây lát thôi. Vân Liên giật mình, lướt trộm Giang Nam, xác định hắn không nói đùa. Giây lát sau, cô bé khẳng định bên ngoài có nhiều người muốn ăn nàng, cướp đi công đức, khí vận gì đó. Thiên Vi quan sát giây lát, buồn cười nói. Vật nhỏ này thật là danh mãnh à. Giang Nam cướp vật trong túi của Ngọc Kinh Thánh Giáo, 19 phó giáo chủ vừa kinh vừa sợ. Các đại viên mãn tiên quân bay lên, lấy ra 3.000 đại đạo mình có được, vận chuyển các pháp bảo. Bọn họ cao giọng quát. Bày trận, mau bày trận, phong tỏa hư không, không thể để cho người đó chạy thoát được. Sắc mặt của Ngọc Kinh Thiên Quân âm trầm, nâng tay nói. Không cần, người kia thành công rồi, chắc sẽ trốn thật xa, không ở lại lâu đâu. Đây là một nhân vật lợi hại, siêu hơn đám người linh nữ, đại diễn rất nhiều. Ta sơ sẩy bị hắn chiếm thiên cơ, nhưng hắn giấu đầu lòi đuôi, chắc là người quen của ta. Nếu gặp lại, hắn sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của ta đâu. Ngọc Lâm Tử tiến lên do dự nói. Phụ thân, có khi nào là Huyền Thiên giáo chủ làm hay không? Tim của Ngọc Kinh Thiên Quân đập nhanh, gật đầu nói. Đúng là có khả năng này, thế nhưng Huyền Thiên bị thương nặng, lưỡng bại câu thương với Vô Cực Thiên Tôn. Chuyện này sẽ không là tin đồn bậy, hay Huyền Tiên đã lành vết thương rồi đấy?
Báo! Một tiên nhân bay tới hét to: Thánh giáo chủ, hai phó giáo chủ Từ Khấu, Minh Đường gặp Huyền Điếu, do tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, không thể bắt giữ, nên cậu ta đến đây cầu viện. Sao? Tiên thiên bất diệt linh quang biến thành Huyền Điểu sao? Ngọc Kinh Thiên Quân lên tinh thần cười nói: Phía đông không sáng thì phía tây sáng vậy. Có lẽ hai sư đệ Từ Khấu, Minh Đường tìm ra thứ không thua gì tiên thiên sinh linh, tiên thiên ngũ sắc liên biến thành. Các vị hãy đi cùng ta. Bất giác Đại Lộ Bảo Liễn quay về chỗ bảy con chim xanh bị nhốt. Giang Nam không che giấu Đại Lộ Bảo Liễn, mặc cho các loại thần quang, hà quang, vân khí phát ra bảo liễn. Đám người Tư Khấu Tiên Quân thấy dị tượng đó là biết ngay người trong Đại Lộ Bảo Liễn không tầm thường, phái một tiên quân ra giao thiệp. Tiên quân lớn tiếng hỏi: Là vị giáo chủ nào đi ngang qua đây vậy? Phó giáo chủ Tư Khấu, Minh Đường của Ngọc Kinh Thánh Giáo đang trừ yêu hàng ma, không rảnh tay nghênh tiếp được, xin đạo hữu chở trong giây lát vậy. Trong Đại Lộ Bảo Liễn, Giang Nam nhìn Tiểu Vân Liên cười nói: Người hãy nói với bọn họ là Huyền Thiên giáo chủ đi qua đây, mấy con chim đó của giáo chủ xin các vị hãy trả lại. Tiểu Vân Liên xuyên qua cửa sổ xe đằng trước, thấy hai đại viên mãn tiên quân dẫn hơn 10 vạn đại quân vây công bảy con chim trên gốc thần thụ, các loại thần thông pháp bảo bay đầy trời. Tiểu Vân Liên dùng mình nói: Bọn họ thật dữ dằn. Giang Thuyết Tình cười nói: Lên lên đi cùng ta, để ta nói với bọn họ. Hai nữ hài tử đi ra Đại Lộ Bảo Liễn, Giang Thuyết Tình trong trẻo nói: Đây là ngự giá của phụ thân ta, Huyền Thiên giáo chủ, không được quấy rầy. Phụ thân kêu ta đi ra, hỏi ngươi tại sao lại đánh chim của nhà ta. Đầu óc các tiên vương ủ vang, hét lên chói tai: Ngự giá của Huyền Thiên giáo chủ có thật không vậy? Tay Giang Thuyết Tình túm đuôi La Thiên Khánh Vân cười hỏi: Người có từng thấy Khánh Vân này chưa? Lúc kiếp số của Giang Nam bộc phát, tiên vương này từng thấy Khánh Vân kia là một chí bảo tiên đạo. Tiên vương nhận ra Khánh Vân mới tin lời Giang Thuyết Tình, vội xoay người vào trong đại trận của Ngọc Kinh Thánh Giáo báo cáo lại cho Tư Khấu Tiên Quân biết. Hai người kinh ngạc la lên: Dừng tay, đừng tấn công nữa. Tư Khấu Tiên Quân hỏi: Sư huynh, Huyền Thiên giáo chủ đến thấy chúng ta vây công con chim của hắn, giờ làm sao đây? Huyền Thiên dám lộ mặt nghĩa là vết thương của hắn đã lành, chúng ta không phải là đối thủ. Minh Đường Tiên Quân nhíu mày phân vân nói: Chúng ta từng gặp mặt Huyền Thiên giáo chủ mấy lần rồi, cứ chối là không biết con chim của hắn, chắc sẽ lừa được. Hai người quát ra lệnh, hơn 10 vạn giáo chúng tan đại trận, để bảy con chim xanh ngậm nhánh cây bay ra đáp xuống Đại Lộ Bảo Liễn. Bảy con chim xanh nhỏ dần, kích cỡ bằng chim én, chúng nó bay vào cửa xe líu díu tố cáo. Tư Khấu Tiên Quân, Minh Đường Tiên Quân cứng rắn tiến lên nói: Huyền Thiên sư huynh, chúng ta không biết đây là chim của sư huynh nuôi, xin thứ tội. Trong Đại Lộ Bảo Liễn, Giang Nam không lên tiếng. Thiên Vi mở miệng nói: Người không biết không có tội, hai vị sư huynh không cần tự trách mình đâu. Ở ngoài xe, Tư Khấu Tiên Quân, Minh Đường Tiên Quân có chút bất mãn thầm nghĩ: Hai ta dù gì cũng là đệ tử của đế và tôn, từng gặp mặt ngươi vài lần, xem như tiền bối. Chúng ta tự mình đến xin lỗi, thế mà ngươi không lộ mặt ra, tình kiệu quá vậy. Tư Khấu Tiên Quân truyền âm nói: Sư huynh, có khi nào Huyền Thiên giáo chủ không ở trong xe, phu nhân của hắn cố ý lừa chúng ta hay không? Nghe đồn phu nhân của Huyền Thiên thực lực không cao, trong tay nữ hài tử là La Thiên Khánh Vân bí ẩn nhất trong 10 chí bảo tiên đạo, đây chính là cơ hội. Minh Đường Tiên Quân ngần ngừ một lúc, đột nhiên tiên khí mờ mịt từ xa bay đến, giọng cười của Ngọc Kinh Tiên Quân vang lên: Huyền Thiên đạo hữu, sao từ xa đến mà không báo cho biết vậy? Minh Đường Tiên Quân, Tư Khấu Tiên Quân giật mình thầm nghĩ: Huyền Thiên giáo chủ có ở trong xe thật. Hai người mừng là mình không hành động. Ngọc Kinh Thiên Quân, 19 phó giáo chủ khác dẫn đại quân ngàn vạn tiên nhân rầm rộ đi đến, khí thế kinh người. Minh Đường Thiên Quân, Tư Khấu Thiên Quân yên lòng chạy lên chào hỏi Ngọc Kinh Thiên Quân. Ngọc Kinh Thiên Quân phất tay lấy ra tiên thành, đại quân ngàn vạn tiên nhân chú đóng quanh Ngọc Kinh tiên thành, bày ra các tầng trận thế.
Ngọc Kinh Thiên Quân và 21 phó giáo chủ ngồi trên mây tiên tuôn ra từ miệng Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh bày trà rượu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói: "Huyền Thiên đạo hữu, nhiều năm không gặp, mời giải bước tâm sự xe lát nào." Trong xe truyền ra giọng của Giang Nam: "Cũng tốt thôi." Đại lộ Bảo Liễn chạy tới Ngọc Kinh Thiên Thành, giờ lát sau chạy vào trong. Đại quân ngàn vạn tiên nhân bao vây tiên thành kín không kẽ hở. Đại lộ Bảo Liễn chạy đến trước mây tiên tuôn ra từ Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh. Giang Nam vén màn xe, cùng Thiên Vi, Giang Thuyết Tình, Tiểu Vân Liên xuống xe. Giang Nam cười nói: "Ngọc Kinh đạo hữu phô trương thật, đi đâu cũng mang theo ngàn vạn đại quân, quả nhiên là nhà giàu mới nổi mà." Ngọc Kinh Thiên Quân đang định nói chuyện, chợt thấy Tiểu Vân Liên theo bên cạnh Giang Thuyết Tình biến sắc mặt, sau đó trở về bình thản. Ngọc Kinh Thiên Quân mỉm cười nói: "Huyền Thiên đạo hữu nói đùa rồi, vừa rồi ta muốn nghênh tiếp một tiên thiên sinh linh vào Ngọc Kinh Thánh Giáo, không ngờ bị kẻ trộm cướp đi rồi. Tên trộm đáng hận, thừa dịp ta chưa chuẩn bị mà đánh lén ta, làm ta lật thuyền trong mương." "Ồ, đạo hữu, hai tiểu cô nương là..." Thiên Vi phập phồng lo sợ, mặt của Tiểu Vân Liên trắng bệch, tay cầm vỏ trứng, sợ đến quên ăn. Giang Tuyết Tình thì nhai vỏ trứng, rất là bình tĩnh. Giang Nam trả lời: "Đây là tiểu nữ Tuyết Tình, con vật nhỏ này là ta mới nhặt được, thu làm nghĩa nữ, tên là Vân Liên." "Tiểu Vân Liên, sao không mau chào Ngọc Kinh sư thúc đi?" Thiên Vi khẽ thở dài thầm nghĩ: "Quả nhiên, da mặt lão gia nhà ta dày hơn. Ta gặp chuyện này, bối rối hoảng sợ, sợ bị vạch trần, còn lão gia thì nó là nhặt được." Các phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo nhận ra điều lạ. Cô bé tên Vân Liên chỉ cao hơn một thước, thế nhưng không giống với con nít mới sinh mà tinh xảo hoạt bát, khí thế trên người đậm đặc, nội uẩn đại đạo. Bọn họ rất quen thuộc hơi thở này, giống nghi như quả trứng đá trên đảo nhỏ bên trong sa mạc. Quan trọng nhất là tay của cô bé còn cầm một miếng vỏ trứng, hoa văn giống nghi như quả trứng đá. Cảnh Nguyệt nữ quân tiến lên nhỏ giọng nói: "Giáo chủ." Ngọc Kinh Thiên Quân giơ tay ra hiệu cho Cảnh Nguyệt nữ quân dừng nói tiếp. Mắt Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng, rót trà cho phu phụ Giang Nam. Ngọc Kinh Thiên Quân nói: "Huyền Thiên đạo hữu nhặt ở đâu vậy? Ta cũng muốn nhặt một cái xem sao." "Ồ, vậy phải xem ngươi có duyên phận đó không?" Giang Nam nghiêm túc nói: "Không có duyên thì đặt ngay trước mặt ngươi cũng không bắt được, có duyên sẽ đến bên cạnh của ngươi." "Ngọc Kinh đạo hữu, thế ta nói có đúng không?" Sắc mặt Ngọc Kinh Thiên Quân liên tục thay đổi. Cảnh Nguyệt nữ quân cười khẩy nói: "Huyền Thiên, ngươi không định giải thích lai lịch nữ hài tử này cho chúng ta hay sao?" Không khí bỗng chốc nặng nề. Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh dưới áng mây xanh to như miệng núi lửa, Ngọc Kinh Thiên Thành như một nhà giam to lớn. Ngoài thành là ngàn vạn đại quân Ngọc Kinh Thánh Giáo, tựa như thiên la địa võng vậy. Cảnh Nguyệt nữ quân lạnh lùng cười: "Chúng ta vất vả cực khổ thủ hộ quả trứng đá tiên thai, đến bây giờ lại bị người ta cướp mất đi. Bên cạnh ngươi tình cờ có vật nhỏ hơi thở giống nghi như tiên thiên quả trứng đá kia vậy, xin ngươi hãy giải thích đi." Giang Nam đặt chén trà xuống, mắt nhìn Cảnh Nguyệt nữ quân, sắc mặt âm trầm: "Giải thích sao?" Thiên địa đột nhiên biến sắc, vang lên một tiếng nổ ầm ầm liên tục. Sấm sét vô cùng bay ra từ hư không, giáng xuống như từng thanh kiếm bén. Sấm sét chiếu rọi thiên địa, lúc tối lúc sáng. Trong ước vận dặm, địa, thủy, phong, hỏa dâng lên. Các ngôi sao từ trời sao rơi xuống, kéo theo đuôi lửa, đập xuống đất đai, hoang vắng mênh mông. 21 phó giáo chủ của Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt, ngước lên nhìn. Thiên địa xung quanh như bị hủy diệt. Cảnh tượng khủng bố chìm nổi bên ngoài Ngọc Kinh Thiên Thành, hình thành cảnh tượng tịch diệt kiếp. Các tịch diệt ma nhãn đen thui to vạn vạn dặm hiện ra trong hư minh, trên cao sắp đè xuống, nghiền nát Ngọc Kinh Thiên Thành. Mọi thứ trong và ngoài thành, Giang Nam thản nhiên nói: "Cảnh Nguyệt, nàng đang kêu ta giải thích cho nàng sao?" Vù 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 vù. Ở bên ngoài Ngọc Kinh Thiên Thành, ngàn vạn tiên nhân Ngọc Kinh Thánh Giáo không chiến tự lui, mặt không còn chút máu, lo sợ hãi hùng. Bọn họ ném pháp bảo xuống đất, ngước nhìn khung trời vần vũ, quân tâm đã mất.
Cảnh Nguyệt nữ quân biến sắc mặt, lòng kinh hoàng. Giọng của Giang Nam có ma tính kỳ lạ, đánh vào đạo tâm của Cảnh Nguyệt nữ quân, khí thế bị đè sụp. Cảnh Nguyệt nữ quân sắp rơi vào tương lai vô tận, vực sâu thăm thẳm, mãi mãi không tỉnh lại, thì Ngọc Kinh Thiên Quân ho khan nói: "Đạo hữu bất giận, Cảnh Nguyệt chỉ là tiên quân, ngây thơ nói đùa, vô tình xúc phạm đến đạo hữu, tội không đáng chết đâu." Giang Nam tản đi khí thế uy nghiêm, cảnh tượng khủng bố bên ngoài Ngọc Kinh Thiên Thành cũng biến mất. Giang Nam cười nói: "Ta cũng biết nàng là tiên quân nên không đụng đến nàng. Nếu nàng là thiên quân mà dám nói kiểu đó với ta thì bây giờ đã chết rồi." "Sao? Bởi vì Cảnh Nguyệt nữ quân là tiên quân nên không giết sao? Nếu nàng là thiên quân thì đã chết với hắn rồi sao?" 21 phó giáo chủ của Ngọc Kinh Thánh Giáo nghe mà lạnh lòng, khóe mắt Ngọc Kinh Thiên Quân co giật. Giang Nam nói câu đó rõ ràng là nhằm vào gã, ý nghĩa rất rõ ràng: "Nếu ngươi dám nhắc việc này sẽ chết ngay, còn không thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng, uống trà thưởng nguyệt." Ngọc Kinh Thiên Quân nâng chén trà lên cười mời: "Đạo hữu, nào mời uống trà." Giang Nam bưng chén lên cười nói: "Ồ, uống trà, uống trà." Hai người hớp một ngụm rồi đặt chén trà xuống. Bây giờ Ngọc Kinh Thiên Quân hơi hối hận đã mời Giang Nam đến tâm sự. Gã có ngàn vạn đại quân, Ngọc Kinh Thánh Thành là báu vật thiên quân, cộng thêm chỗ uống trà là trong mây xanh bên trong Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh. Ngọc Kinh Thiên Quân cảm thấy chắc ăn nên mời Giang Nam đến uống trà là mời quân vào bẫy. Thế nhưng tình hình bây giờ, người ngồi trên bàn trông chính là Ngọc Kinh Thiên Quân. Giây lát sau, Ngọc Kinh Thiên Quân ho khan thân thiết nói: "Đạo thương của đạo hữu chắc đã lành rồi." "Trong kiếp số kia, ta toát mồ hôi lạnh dùm cho đạo hữu. Sau này nghe đồn Vô Cực Thiên Tôn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, ra tay với đạo hữu, ta rất lo cho an toàn của đạo hữu đấy. Hôm nay thấy đạo hữu lại rời núi, mừng cho đạo hữu rồi." Giang Nam cười nói: "Chỉ là đạo thương nho nhỏ, đa tạ đạo hữu đã quan tâm." Hai người trò chuyện mấy câu, thân thiện như thể lúc trước đám người vây công Giang Nam không có mặt Ngọc Kinh Thiên Quân vậy. Như thể Giang Nam không truy cứu Ngọc Kinh Thiên Quân tấn công hắn trong nhân kiếp. Trong lòng Giang Nam cho rằng Ngọc Kinh Thiên Quân mạnh hơn trước rất nhiều, thế nhưng chưa phải đối thủ của hắn. Thực lực của Giang Nam cao, tầm mắt cũng lên cao. Đương nhiên, nếu Ngọc Kinh Thiên Quân không biết điều thì Giang Nam không ngại ra tay. Giang Nam hỏi: "Ngọc Kinh Thánh Giáo chính là thiên hạ đệ nhất giáo môn, có nhiều tai mắt, chắc biết được nhiều tin tức cả. Không biết Ngọc Kinh đạo hữu có biết tin tức Hỗn Độn Ôn Đế ở đâu hay không?" Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu nói: "Trước giờ chưa nghe tin về Hỗn Độn Ôn Đế đâu cả. Lúc tiên giới mới mở mang có nghe mấy lần, gây ra rối loạn rất lớn. Thế nhưng tiếp theo Hỗn Độn Ôn Đế cũng bật tin. Chắc Hỗn Độn Ôn Đế đi khắp nơi tìm tiên linh khí, chuẩn bị phục hồi thực lực của mình rồi." Lòng Giang Nam chìm xuống. Lúc khai thiên, Hỗn Độn Ôn Đế không gióng trống khua chiêng lộ mặt, chắc gã chờ phục hồi thực lực mới quân lâm thiên hạ. So sánh với người khác thì Hỗn Độn Ôn Đế có sức uy hiếp lớn hơn. Bởi vì Hỗn Độn Ôn Đế là phái bảo thủ trong Hỗn Độn Cổ Thần, là đạo chủ thời đại Hỗn Độn, Hỗn Độn Đại Đế đời thứ nhất, đạo quân thứ nhất. Có lẽ chấp niệm của Hỗn Độn Ôn Đế là phục hồi vinh quang thời đại Cổ Thần. Đương nhiên, Hỗn Độn Ôn Đế tàn bạo chắc sẽ tính sổ với mấy Hỗn Độn Cổ Thần ngày xưa đã phản bội mình. Đạo Không Đạo Nhân để lại Hỗn Độn Thiên Quốc đứng mũi chịu sào. Hỗn Độn Ôn Đế cũng rất gian xảo, xuất quỷ nhập thần, có liên quan với Tịch Diệt Đạo Nhân, một nhân vật rất khó giải quyết, có thể nói là kẻ thù chung của cả tiên giới. Đặc biệt Hỗn Độn Ôn Đế ngộ nhận Giang Nam là Bất Không Đạo Nhân chuyển thế, đây mới là điều khiến hắn đau đầu nhất. Nếu Hỗn Độn Ôn Đế phục hồi tu vi, bây giờ tiên thiên pháp bảo, linh bảo đa số đã tan vỡ, chỉ còn có nguyên đỉnh, nguyên tháp còn trên đường khai thiên, sớm muộn gì cũng sẽ tan nát. Không còn gì khắc chế Hỗn Độn Ôn Đế được. Hỗn Độn Đại Đế này sẽ làm mưa làm gió, càng lúc càng không kiêng nể gì. Giang Nam thầm nghĩ: bây giờ ta còn đối phó với Hỗn Độn Ôn Đế được. Nếu hắn trở về cảnh giới đạo quân thì ta không nắm chắc được 10 phần. Mắt Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng, xòe một tay ra cười nói: đạo hữu, trong thời gian này tu vi thực lực của ta có tiến bộ, không biết đạo hữu có thể chỉ điểm cho hay không?
đại đạo hiện ra trong bàn tay của Ngọc Kinh Thiên Quân, biến thành ngôi sao thiên địa lồng lộng như một vũ trụ nhỏ vậy. Khiến cho người kinh khủng là càn khôn trong bàn tay nhỏ đó bao gồm đại đạo của hơn 10 thời đại hiện ra với hình dạng tiên đạo. Ngọc Kinh Thiên Quân xòe một bàn tay thể hiện thực lực tu vi gã che giấu đã lâu. Ngọc Kinh Thiên Quân bây giờ có thể nói là nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên quân đương thời. Linh nữ, đại diễn cổ thần, la ma cổ thần đều tay trắng trở về. Bọn họ thua Ngọc Kinh Thiên Quân không oan uổng. Ngọc Kinh Thiên Quân không mấy tin tưởng Giang Nam đã lành vết thương, cũng muốn thăm dò thực lực hiện tại của hắn. Giang Nam mỉm cười nói, cũng được. Giang Nam điểm một ngón tay, bình tĩnh nói, chỉ điểm cho ngươi cũng được. Ngón tay của Giang Nam điểm vào lòng bàn tay của Ngọc Kinh Thiên Quân, thoáng chốc vũ trụ tan vỡ, mọi đại đạo tất cả bị cắn nát, không còn sót lại chút gì. Ngọc Kinh Thiên Quân dùng mình, lòng bàn tay bị Giang Nam đâm thủng một lỗ máu. Giang Nam thu ngón tay về, lạnh nhạt nói, đã chỉ điểm. Ngọc Kinh Thiên Quân cố nén đau đớn, thu tay về cười nói, đã được chỉ giấy. Giang Nam không ở lâu, hắn ngồi trong giây lát rồi đứng lên từ biệt. Ngọc Kinh Thiên Quân đưa tiễn, Giang Nam cùng phu nhân, nữ nhi leo lên đại lộ Bảo Liễn, chạy sâu vào tiên giới mở mang. 21 phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo rất bất bình, thi nhau lên tiếng, Thánh giáo chủ, nữ hài tử tên là Vân Liên, rõ ràng là... Đừng nói nữa. Ngọc Kinh Thiên Quân giơ tay lên, vết thương bị Giang Nam đâm thủng không khép lại được. Ngọc Kinh Thiên Quân trầm giọng nói, ta biết đứa bé đó là tiên thiên sinh linh trong quả trứng đá kia. Kẻ cướp quả trứng đá chính là Huyền Thiên. Nhưng vậy thì sao? Một mình Huyền Thiên giáo chủ có thể san bằng Ngọc Kinh Thánh giáo ta? Nếu mới vừa rồi ta nói ra thì mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các phó giáo chủ rất tức giận. Cảnh Nguyệt nữ quân giận dữ nói, chúng ta chuẩn bị thời gian dài như vậy, sử dụng ngàn vạn đại quân, không lẽ cứ thế chịu thua hay sao? Ngọc Cung Tiên Quân vun vào, sư huynh, sức chiến đấu của thánh giáo ta bây giờ không như lúc xưa nữa đâu. Thực lực của chúng ta cũng cao hơn trước kia gấp mấy lần. Hỗn độn thiên quốc không đánh lại chúng ta. Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn bàn tay thủng từ đằng trước ra đằng sau, lắc đầu nói, Huyền Thiên có hỗn độn thiên cung là tiên thiên pháp bảo, lại có đinh thiên nguyên thông, uy lực mạnh nhất tiên giới. Mặc dù thực lực của chúng ta tăng lên, thế nhưng Huyền Thiên không yếu. Cộng thêm hai báu vật, sức chiến đấu tổng thể của Ngọc Kinh Thánh giáo chúng ta yếu hơn hắn ta. Nhưng đây chỉ là tạm thời, chờ các ngươi chứng đạo thiên quân, rồi hợp tác với Mông Tốn đạo quân, trừ khử thần mẫu. Lúc đó kết hợp với lực lượng của thần mẫu, thì Huyền Thiên không đáng lo. Ngọc Kinh Thiên Quân gằn lên từng chữ, dõng dạc tuyên bố, Huyền Thiên có thể kiêu ngạo một lúc thôi, nhưng sẽ không kiêu ngạo cả đời được. Đây là thời đại tiên đạo, không phải thời đại cho Huyền Thiên cản rỡ đâu. Huyền Thiên chỉ là một cái bóng thời đại tiên đạo hỗn loạn. Bây giờ tiên giới sắp hoàn toàn mở mang, thời đại tiên đạo đã đi vào quỹ đạo, Huyền Thiên cũng sẽ thành lịch sử, bị thời đại đào thải. Đám người Ngọc Kinh Thánh giáo phấn khởi. Sương mù Giang Nam tạo ra cho mọi người bị Ngọc Kinh Thiên Quân nói mấy câu xóa sạch. Ngọc Kinh Thiên Quân bình tĩnh nói, tiên thiên sinh linh vâng chịu khai thiên khí vận, công đức của tiên thiên ngũ sắc liên, tuy bị Huyền Thiên cướp đi, thế nhưng còn bảy tiên thiên pháp bảo khác nữa. Những sinh linh vâng chịu khai thiên khí vận, công đức của những pháp bảo này cũng sắp xuất thế rồi. Các vị hãy tiếp tục tìm kiếm, phải tìm cho ra tất cả. Những sinh linh này là đạo quân tương lai của tiên giới ta, tuyệt đối không thể để lọt vào tay người khác được. Huyền Thiên chỉ là thiên quân, những sinh linh này tương lai thành tiệu đạo quân, sau này trong tiên giới không còn chỗ đứng của Huyền Thiên giáo chủ nữa đâu. Đại lộ Bảo Liễn chậm rãi chạy sâu vào tiên giới mới mở mang. Ở bên trong xe, Thiên Vi nghi hoặc hỏi, tại sao vừa rồi lão gia không ra tay trừng trị Ngọc Kinh vậy? Trong kiếp số là Ngọc Kinh tấn công lão gia, hơn nữa cường giả giáo môn của hắn giết rất nhiều người Huyền Châu chúng ta. Vừa rồi Ngọc Kinh còn thăm dò lão gia. Giang Nam lắc đầu nói, đám Ngọc Kinh không còn khiến ta muốn đánh nhau nữa rồi. Nếu bọn họ chứng đạo đạo quân thì họa may làm ta có hứng thú. Giờ cứ giao cho Hồng Nhi
Quân Nhi giải quyết đi. Hai đứa cũng cần có đối thủ, không có đối thủ thì làm sao rèn luyện bản thân được. Giang Nam vuốt đầu Giang Thuyết Tình cười nói, không chừng tương lai người rong ruổi tung hoành tiên giới tranh phong với đám Ngọc Kinh sẽ là Tình Nhi, Vân Liên. Hai vật nhỏ hãy cố gắng chăm chỉ. Hai nữ hài tử gật mạnh đầu. Tiểu Vân Liên vang dội nói, Liên Liên ngoan nhất mà, phụ mẫu nuôi phải thương Liên Liên. Thiên Vi mỉm cười nói, cái vật nhỏ này giỏi làm lũng nhất mà. Giang Nam bật cười, khi nàng lớn lên không biết bao nhiêu người sẽ chịu thiệt đấy. Thiên Vi chợt nhớ một chuyện, lão gia, sinh linh có khai thiên khí vận công đức như Tiểu Vân Liên về tư chất cỡ nào đấy. Giang Nam trầm ngâm giây lát sau lên tiếng nói, khoan nói về tư chất chỉ tính khai thiên khí vận công đức đủ để nàng thành tựu đạo quân, nhưng sức người cố gắng, nếu có khai thiên khí vận công đức mà không cố gắng tu hành, tương lai thành tựu có hạn. Người bình thường dù xuất thân thấp hèn như ta là hậu thiên sinh linh, miễn cố gắng chăm chỉ vẫn có thể chứng đạo thiên quân, đạo quân, thậm chí vấn đỉnh đại đạo tận cùng. Mọi thành tựu tương lai đều nằm ở sự cố gắng cả. Thiên Vi cảm động cười nói, phong độ đạo quân không tầm thường, trừ Tiểu Vân Liên ra còn công đức và khí vận của 7 tiên thiên pháp bảo khác sẽ rơi vào người các tiên thiên sinh linh. Nếu những sinh linh này rơi vào tay người khác, ta e rằng tương lai sẽ là uy hiếp rất lớn cho lão gia. Giang Nam bật cười, phụ nhân khinh thường ta rồi, dù tương lai bọn họ thành tựu đạo quân thì chỉ là vãn bối của ta thôi, như thiên quân bây giờ. Nhưng thu tiên thiên sinh linh có khai thiên khí vận công đức và làm môn hạ cũng là chuyện tốt ta. Cái này phải xem may mắn thế nào, không thể miễn cưỡng được. Hiện giờ trong thiên địa tiên giới mới mở mang, có nhiều thế lực xây dựng các tiên thành, tiên phủ làm khu căn cứ, chiếm địa bàn. Tiên giới, địa thủy phong hỏa còn đang dâng lên rất kinh người, cũng vô cùng nguy hiểm. Ngẫu nhiên có mấy tiên thiên tiên thú, yêu ma cường đại đi dạo, thực lực siêu mạnh là tiên thiên sinh ra. Nhiều tiên nhân số xui xẻo hay gặp bảy yêu ma đi rong, bị nuốt cả người lẫn báu vật. Trên đường đi, đám người Giang Nam gặp một con chim công kinh khủng, há mồm nuốt sinh linh trong vạn vạn dặm đất đai, hút một hơi quét sạch phạm vi vạn vạn dặm. Thiên Vi ra tay định bắt con chim công về Đại La Thiên, ai ngờ con chim to tuy thời gian xuất thế ngắn nhưng thiên phú dị bẩm, thấy tình hình không ổn thì dương cánh bay đi. Chim công biến thành luồng sáng bảy sắc trốn đi xa, Thiên Vi không bắt được nó. Tiền giới bây giờ thật như hoang dã vậy. Thiên Vi không thành công, nàng rất ngạc nhiên. Thiên Vi nhìn núi sông biển hồ bao la to lớn, thủy hỏa phong dâng lên không dứt, hỗn độn tự nhiên xen lẫn ở trong đó. Có các ngôi sao to lớn không gì sánh bằng tái tạo sinh ra trong hỗn độn, địa thủy phong hỏa, cảnh tượng vĩ đại mà kinh khủng. Thiên Vi cảm thán rằng, thời đại hoang dã này có lẽ sẽ kéo dài ngàn vạn năm, không yên tĩnh được. Giang Nam cười nói, nhưng chúng ta xuất thế sớm, tuy không kịp lúc đế tôn khai thiên, thế nhưng gặp lần này linh bảo khai thiên, đối với người đời sau thì chúng ta là thần thánh, đại năng giả trước khai thiên cũng là chuyện may mắn mà. Thiên Vi lắc đầu nói, có thể bắt lấy kỳ ngộ lớn khai thiên tích địa lần này mới xem như thần thánh là đại năng giả, sợ là không nhiều người làm được điều này. Giang Nam gật gù, đa số người không thể đến trình độ đó. Loại người không bắt được hai lần cơ duyên khai thiên đã định trước cả đời bình thường, vất vả mà không có chút thành tựu. Tiên nhân cường đại mở mang tiên thành, tiên phủ là các thành địa bên trong hoang dã. Tiên nhân đi ngang qua thường sẽ vào thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng tiên thành tiên phủ có thể sừng sững không ngã, thường là đại năng giả trong tiên nhân, cần có tu vi từ tiên vương trở lên mới bảo vệ được một phương bình an, nhưng thường hay gặp đả kích hủy diệt. Gia đình bốn người và bảy con chim trên đường đi thấy nhiều tiên thành bị tiên thiên, tiên thú, yêu ma phá hủy, thậm chí có tiên vương cũng bị nuốt. Trong không trung sinh ra sinh linh khủng bố, ăn đạo quả của người, đến đi vô ảnh vô tung. Có một số tiên thành phồn hoa, hưng thịnh, thường dây sau trống rỗng, xương trắng ở đầy đất. Chắc bị thế lực khá mạnh tấn công,
thế nhưng không biết là ma quái nào làm. Lần này khai thiên có khí ô uế hình thành tụ tập lại thành đất đọa lạc, có ma khí tụ tập hình thành ma vực, huyết khí tụ lại thành biển máu, sông máu, minh khí tụ tập thành u minh biên giới, tử khí tụ tập thành cương vực tử vong. Những mảnh đất hiểm ác này sinh ra nhiều sinh linh cường đại và tà ác. Nhưng tiên giới bây giờ quá rộng lớn, đa số là ức vạn dặm, không thấy bóng người, bóng chim. Tuy khắp nơi có tài phú, thế nhưng không có người đào móc. Đại lộ Bảo Lễn đột nhiên tạm dừng lại, Giang Nam bước ra ngoài, nhíu mày nhìn tòa thành lớn khí thế đồ sộ ở trước mắt. Nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Tòa thành đó hùng vĩ hơn mấy tiên thành khác, khí thế bao la đồ sộ. Tòa thành cao mấy ngàn dặm như màn trời dựng đứng đằng trước. Dương mắt nhìn lên, liên miên bát ngát là một thành trì bao phủ ước vạn dặm đất đai. Tòa thành trì này dùng vô số tiên kim nung chảy đổ bê tông, thu gom nhiều ngôi sao luyện thành, chỉ còn lại tinh hạch khảm trên tường thành. Thành lớn như thế rất hiếm thấy, chỉ có tộc Hỗn Độn cổ thần mới xây dựng thành trì khổng lồ như vậy. Giang Nam từng thấy thành trì giống như vậy trong Hỗn Độn Thiên Quốc, sâu trong Hỗn Độn là lãnh địa của tộc cổ thần. Hiển nhiên tộc Hỗn Độn cổ thần đang thăm dò tiên giới mới mở mang, đã xây dựng thành trì. Nhưng Hỗn Độn cổ thành trước mắt không có cổ thần nào canh gác, trong thành không có hơi thở cổ thần. Thiên Vi cũng đi xuống đại lộ Bảo Liễn, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Giang Nam nhìn thành cổ nói: "Hỗn Độn Ôn Đế đã từng đến đây." Giang Nam nhỏ giọng nói: "Ta cảm ứng được hơi thở của Hỗn Độn Ôn Đế từng ở lại đây một thời gian." Đại lộ Bảo Liễn chạy thẳng tới trước, đến bên tường thành. Giang Nam và Thiên Vi nhíu chặt mày. Tường thành như qua ức vạn năm, vách tường loang lổ như bị cái gì đó ăn mòn vậy. Cổ thần xây dựng thành trì này khắc dấu đại đạo Hồng Mông vào tường thành, bây giờ những đại đạo đã tan rã hết. Tường cổ thành dài ức vạn dặm, không sót lại một chút đại đạo nào. Đại lộ Bảo Liễn bay qua tường thành, tiến vào bên trong. Giang Nam, Thiên Vi nhìn trong thành. Thiên Vi kinh kêu, vội che mắt hai nữ hài tử lại. Trong thành cổ nằm la liệt xác chết, có Hỗn Độn cổ thần thân thể to lớn, có tiên nhân đi ngang qua nghỉ tạm, tổng cộng hơn 10 vạn người. Những người này toàn thân mục sữa, pháp bảo bị ăn mòn, đại đạo trong cơ thể bị cái gì đó xâm thực nhún ra. Từng đợt khí ôn dịch bao phủ toàn thành, kéo dài không tan. Ôn dịch ăn mòn hết thảy, thậm chí hư không cũng bị tan rã. Thiên Vi chỉ hướng một cổ thần to lớn ở phía xa. Hắc Điệt cổ thần đã chết rồi. Cổ thần này là số ít tiên quân trong Hỗn Độn Thiên Quốc. Hắc Điệt cổ thần từng có tiếp xúc với Giang Nam. Hắc Điệt cổ thần rất mạnh, cảnh giới viên mãn Hỗn Độn Tiên Quân. Nhưng nơi này không để lại dấu vết chiến đấu gì, chứng minh Hỗn Độn Ôn Đế tới đây. Hơi thở bao phủ, mọi người đã chết hết, không có cơ hội đánh nhau. Đây là Hỗn Độn Ôn Đế kết hợp một phần đại đạo Tịch Diệt và đại đạo Hồng Mông, sáng tạo ra đại đạo Ôn Dịch, giết người không cần ra tay. Thi Hiên Vi ôm Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên lên đại lộ Bảo Liễn, cấm không cho hai nữ hài tử đi ra. Thiên Vi lên tiếng nói: "Lão gia, những người này như thế đã chết mấy trăm vạn năm, có thể Hỗn Độn Ôn Đế sớm rời khỏi đây rồi." "Không, Hỗn Độn Ôn Đế chỉ mới rời đi." Giang Nam nhìn quét qua hư minh, trầm giọng nói: "Hỗn Độn Ôn Đế chưa đi xa được, nhưng đại đạo ôn dịch của hắn quá lợi hại, có sức căn mòn rất mạnh, làm cho những người chết trông như đã qua trăm vạn năm vậy. Phu nhân, hãy mang Vân Liên, Tuyết Tình trở về Đại La Thiên, ta đi gặp Hỗn Độn Ôn Đế." Thiên Vi gật đầu, điều khiển đại lộ Bảo Liễn rời khỏi thành trì, chạy hướng Đại La Thiên. Giang Nam lắc người, lần theo hơi thở Hỗn Độn Ôn Đế để lại. Hai ngày sau, Giang Nam đến trước một tòa tiên thành. Tiên thành là thành trì do một vị đẳng cấp tiên quân xây dựng. Giang Nam nhìn từ xa thấy từng đợt khí ôn dịch bốc lên tận trời. Giang Nam vào thành xem xét, tất cả tiên nhân trong thành đã chết sạch, y như cổ thần và tiên nhân trong Hỗn Độn cổ thành. Nét mặt Giang Nam xa sầm, rời khỏi tiên thành tiếp tục lần theo hơi thở Hỗn Độn Ôn Đế. Giang Nam đi tới tiên thành thứ 3, hơn 10 vạn tiên nhân trong tiên thành cũng đã chết hết. Giang Nam tiếp tục đến tiên thành thứ 4, thứ 5. Nơi Hỗn Độn Ôn Đế đi qua toàn là thành chết cả, không một sinh linh nào trốn thoát được. Hỗn Độn Ôn Đế xuất lại hơi thở càng lúc càng mạnh, chứng minh
gã đánh cướp tiên thành, hỗn độn cổ thành, được các tài nguyên của các tiên nhân, cổ thần tích lũy, tu vi đã nhanh chóng phục hồi. Hỗn độn ôn đế không chỉ hận những cổ thần đã phản bội mình, hắn còn hận cả sinh linh thời đại tiên đạo. Bây giờ tiên thiên linh báo chỉ còn lại nguyên đỉnh và nguyên tháp, không rảnh đối phó với hỗn độn ôn đế, làm cho hắn thoải mái đại khai sát giới, không sợ ai cả. Giang Nam sắc mặt âm trầm, tăng tốc đuổi theo. Rốt cuộc Giang Nam cũng cảm giác được hơi thở phát ra từ người hỗn độn ôn đế, không phải khí ôn dịch còn sót lại bên trong không gian. Lúc này, trong một tòa thành lớn, Ma Kha Thiên Quân cười nói với hai đạo quân chuyển thế là Thiên Cơ và Đạo Tạng. Rốt cuộc cũng tính ra nơi ở của hỗn độn ôn đế rồi. Tu vi ôn đế quá mạnh, khó phỏng đoán. Thế nhưng trong thời gian này, tu vi của ta cũng có tiến bộ. Sao? Nguy rồi. Ôn đế có dấu hiệu chết sao? Ma Kha Thiên Quân biến sắc mặt. Gã vừa tính ra tung tích của hỗn độn ôn đế, không ngờ lại có dấu hiệu sắp chết, lòng giật mình. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn liền nhíu mày. Hai người giỏi thần toán, mới rồi nhờ bọn họ giúp đỡ nên Ma Kha Thiên Quân tính ra nơi của hỗn độn ôn đế ở. Đạo hiệu Thiên Cơ, Đạo Tạng đại biểu cho hai đạo quân chuyển thế có thành tựu hơn người trong đạo thần toán. Ma Kha Thiên Quân cảm ứng hỗn độn ôn đế có kiếp số sẽ chết. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn cũng cảm ứng được. Đạo Tạng Thiên Tôn nhẹ giọng nói: Ôn đế là đạo chủ cổ thần, hỗn độn đạo quân đầu tiên, ai làm ôn đế có dấu hiệu chết được đây? Thiên Cơ Đạo Quân nhíu mày hỏi: Chẳng lẽ là Bất Không tái hiện hay sao? Không, không phải Bất Không. Ma Kha Thiên Quân hừ lạnh một tiếng: Bất Không chuyển thế thành đạo không, nếu hắn ra tay thì ta sẽ cảm ứng được. Hoặc là Huyền Thiên Giáo Chủ, hoặc là Vô Cực Thiên Tôn dính vào chuyện này. Nhưng phần trăm Vô Cực Thiên Tôn ra tay không lớn, vậy chỉ còn lại Huyền Thiên Giáo Chủ rồi. Huyết Tổ, ngươi đi Vô Đạo Thâm Uyên gặp Sư Tôn Tịch Diệt Đạo Nhân của ta. Thiên Cơ, Đạo Tạng, hai vị đạo hữu cùng ta tìm ôn đế. Dù thế nào, quyết không thể để cho Huyền Thiên thành công được. Ở bên cạnh Ma Kha Thiên Quân, một đứa bé trai mắt lóe tia đỏ máu, cười khùng khục: Ma Kha tiểu quý, ngươi dám chỉ huy ta sao? Ngươi có biết... Ma Kha Thiên Quân lóe tia sáng: Huyết Tổ, ngươi đừng quên là ta tính ra chỗ tạo hóa chi môn vỡ thành tiên thiên bất diệt linh quang, dưỡng dục tiên thiên sinh linh, cho ngươi ăn nó được, khai thiên khí vận, công đức cả. Là ta tìm đất ô uế này cho ngươi tu luyện tại đây. Ma Kha Thiên Quân cười khẩy nói: Bây giờ tu vi của ngươi còn yếu, có tin là ta tùy thời sẽ cướp khai thiên khí vận, công đức của ngươi hay không? Đứa bé trai khoảng 4-5 tuổi nhưng tỏ ra rất già dặn, người đầy lệ khí, chính là Huyết Tổ chuyển thế. Huyết Tổ cười khùng khục: Ma Kha tiểu quý, làm gì mà nóng như vậy, ta đi là được mà. Huyết Tổ bay đi, Ma Kha Thiên Quân thở phào, cùng Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn chạy tới chỗ của hỗn độn ôn đế. Ma Kha Thiên Quân nói: Hai vị đạo hữu, bây giờ tiên giới mới khai thiên, khắp nơi là kho báu tiên linh khí, ta thi triển thần toán bày ra tuyệt sát siêu cường đại, hiệu quả tốt hơn vô nhân cấm khu rất nhiều. Thế nhưng Huyền Thiên Giáo Chủ kia đã độ qua kiếp số mạnh nhất từ xưa đến nay, e rằng không làm gì hắn được. Ta cần hai vị đạo hữu giúp đỡ đánh lui hắn ta. Thiên Cơ Đạo Quân cười nói: Nếu là trước kia thì ba chúng ta gộp lại cũng không đấu nổi Huyền Thiên Giáo Chủ. Huyền Thiên là cường giả từng cứng rắn chống đỡ chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp báo. Nhưng thủa khai thiên là thời đại cường giả thần toán vô địch. Ba chúng ta là cường giả thần toán mạnh nhất từ xưa đến nay. Huyền Thiên Giáo Chủ sẽ chịu khổ lớn thôi. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn đều là đạo quân tiền sử thời đại thiên đạo, tạo nghệ thiên đạo đỉnh cao, tự xưng là cường giả thần toán mạnh nhất từ xưa đến nay, không tính là khoe mẽ. Thiên Cơ Đạo Quân gọi Ma Kha Thiên Quân là mạnh nhất, xếp ngang với hai người là vì đã thấy bản lĩnh thần toán của gã, đúng là không thua gì bọn họ. Hai đạo quân chuyển thế thầm thắc mắc, nghi ngờ Ma Kha Thiên Quân là đạo quân giỏi thần toán chuyển thế, nếu không tại sao gã có tạo nghệ thần toán tỉ mỉ như vậy. Không thể xem thường Huyền Thiên Giáo Chủ được. Dù ba cường giả thần toán chúng ta hợp tác lại, điều động lực lượng thiên địa, e rằng
không thể giết hắn được. Ma Kha Thiên Quân dứt khoát nói: Chúng ta chỉ mong cứu người, đừng để Huyền Thiên giết Hỗn Độn Ôn Đế đi. Hỗn Độn Ôn Đế dù gì cũng là đạo quân, tuy rất cảnh giới, thế nhưng nhiều năm trôi qua, chắc tu vi sắp đến trình độ cũ rồi. Đạo Tạng Thiên Tôn cười nói: Huyền Thiên giáo chủ có bản lĩnh lớn đến vậy hay sao? Ngang ngửa với đạo quân hay sao? Ma Kha Thiên Quân nói: Chẳng lẽ hai vị đạo hữu đã quên, trong tay Huyền Thiên có hai chí bảo là Đinh Thiên Nguyên Thung, Hỗn Độn Thiên Cung hay sao? Tim của Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn rất kế bịch. Bây giờ 8 tiên thiên pháp bảo đã bị hủy, 3 tiên thiên linh bảo cũng sắp tan vỡ. Tiên thiên pháp bảo còn lại là tiên thiên khổ trúc của Cổ Hạnh Thiên Tôn, tiên thiên quyền trượng của Vạn Vật Đạo Tổ, chú đạo thiên đàn của Vạn Chú Đạo Quân, Hỗn Độn Thiên Cung của Giang Nam. Tiên thiên khổ trúc, chú đạo thiên đàn là tiên thiên pháp bảo trải qua tịch diệt kiếp, uy lực không đến đỉnh cao. Hỗn Độn Thiên Cung thì chưa qua tịch diệt kiếp, uy lực cực kỳ cường đại. Huống chi Đinh Thiên Nguyên Thung đánh cận chiến lợi hại hơn một số tiên thiên pháp bảo. Ba cường giả thần toán trong tay không có chí bảo tiên đạo, đúng là khó đối kháng với Giang Nam. Ma Kha Thiên Quân nói: Ba chúng ta thi triển thần toán e rằng không đỡ nổi hai chí bảo này, nên ta kêu Huyết Tổ đi mời sư tôn Tịch Diệt Đạo Nhân để phòng ngừa. Miễn Tịch Diệt Đạo Nhân ra tay thì Huyền Thiên giáo chủ không đáng lo ngại. Lại nói, lúc này Hỗn Độn Ôn Đế đã chạy tới trước một tiên thành khác, dừng lại cách tiên thành ngàn vạn dặm. Tòa tiên thành khí tượng bất phàm, nằm trong ao vàng Quỳnh Dịch, vạn dặm sóng vàng. Ao vàng Quỳnh Dịch đó là tiên dịch, đại đạo nguyên dịch, bản sơ nguyên dịch, một ít nguyên thủy chi khí dung hợp thành linh dịch quý hiếm vô cùng. Đặc biệt tiên thành không phải do tiên kim đúc, mà là đại đạo tràn ra từ ao vàng Quỳnh Dịch hình thành tiên thiên tiên vực, có thể nói là động tiên hạng nhất sinh ra trong khai thiên lần này. Hỗn Độn Ôn Đế nhìn ao vàng Quỳnh Dịch cười nói: Được ao vàng Quỳnh Dịch là ta sẽ phục hồi cảnh giới Hỗn Độn đạo quân. Trong tiên thành bên trên ao vàng Quỳnh Dịch không có nhiều tiên nhân trú ngụ, chỉ khoảng mấy ngàn người. Hai đại viên mãn tiên quân đang truyền đạo giáo lý, các tiên nghe say mê. Hai đại viên mãn tiên quân đó là Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân. Hai vị tiên quân mặc dù là đệ tử của Đế và Tôn, xếp hàng rất cao trong 72 đệ tử, thế nhưng xưa nay không giao thiệp với ai, không kéo bè kết phái. Ngọc Kinh Tiên Quân tạo dựng Ngọc Kinh Thánh Giáo, sớm lôi kéo Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân, thế nhưng bị hai người từ chối. Hai vị tiên quân Nhãn Vân Giã Hạc đi đến đâu hay tới đó. Lần này vì duyên khai thiên, hai người tìm đến ao vàng Quỳnh Dịch, dẫn nhiều đệ tử đặt chân tại đây nghiên cứu 3.000 đại đạo mình có được, tìm cơ hội đột phá thành tựu thiên quân. Tự Nhiên Lão Quân đang ung dung từ tốn giảng đạo, bỗng dùng mình vội nói với Thái Chân Tiên Quân: Sư đệ, tai họa đến rồi. Thái Chân Tiên Quân gật đầu nói: Ta cũng cảm giác được, sư huynh như cũ hay sao? Tự Nhiên Lão Quân cười trả lời: Đương nhiên là như cũ rồi. Hai vị đại viên mãn tiên quân cuốn tay áo thu mấy ngàn tiên nhân vào trong, bỏ mặc ao vàng Quỳnh Dịch tiên vực co giò đạp tiên quang chạy mất. Hai lão tiên quân tóc bạc phơ, ngày thường bộ dáng sống dở chết dở, giờ Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân chạy nhanh không thấy bóng dáng, tốc độ nhanh đến làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Hỗn Độn Ôn Đế giật mình cười to nói: Đám nhóc danh thật, chạy thật nhanh. Nhưng các người nghĩ có thể chạy ra lòng bàn tay của ta hay sao? Xem thường ta quá rồi. Hỗn Độn Ôn Đế thỏ tay ra, bàn tay như vân khí trướng to lên. Trong khoảnh khắc, ôn dịch chảy rộng hư không, hóa thành 5 ngón tay. Thế không chỉ to mà càng rộng, chụp xuống Tự Nhiên Lão Quân và Thái Chân Tiên Quân. Thì ra là lão già Hỗn Độn Ôn Đế này. Hai lão tiên quân ngoái đầu nhìn, co giò chạy càng nhanh hơn. Nhưng Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân khó trốn thoát bàn tay ôn dịch bao phủ. Đột nhiên tay Hỗn Độn Ôn Đế khựng lại giữa không trung. Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân mừng rỡ, vội chạy ra khỏi phạm vi bàn tay bao phủ. Hai lão tiên quân ngoái đầu nhìn, thấy một thư sinh trẻ tuổi đứng sau lưng Hỗn Độn Ôn Đế. Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân thở phào, không chạy nữa. Huyền Thiên giáo chủ sao? Giang Nam nhẹ giọng kêu lên: Ôn Đế! Hỗn Độn Ôn Đế xoay người, khí thế tàn bạo
tích lũy quanh thân liền bốc hơi. Ánh mắt hỗn độn ôn đế cực kỳ sắc bén. Bất không sao. Giang Nam lắc đầu nói. Đạo hữu à, ta phải nói mấy lần người mới tin là ta không phải bất không đấy. Bất không đạo nhân đã chuyển thế thành đạo không đạo nhân, nhưng chắc đạo hữu khó mà gặp hắn được. Ôn đế, ta thả ngươi ra vốn để ngươi chắn kiếp dùm ta, ai ngờ đạo huynh quá thông minh trốn thoát đi. Ta rất khâm phục đạo huynh, thế nhưng lần này đạo huynh không thể trốn nữa rồi. Hỗn độn ôn đế cười lớn khi ôn dịch thổi quét không trung. Hỗn độn ôn đế không chỉ là đạo quân, gã còn là một hỗn độn cổ thần, thân thể cường đại không gì sánh bằng. Hỗn độn ôn đế nói, mặc kệ ngươi có phải là bất không hay không, đều khó thoát chết được. Bất không cướp chính thống của ta, làm hỏng thiên địa cổ thần, nuôi hổ tai họa nên sinh ra thể đại tiên đạo vớ vẩn này. Thiên địa này phải bị giết, thiên bị chu thì chấm dứt lại quân lâm hỗn độn, tái hiện tịnh thế cổ thần. Âm 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 âm. Khí ôn dịch cuồn cuộn của hướng Giang Nam. Khí ôn dịch rất kỳ lạ, dính một chút là đạo tiêu, quả tán, thần chết, thân thể mục, giết người trong vô hình. Tuy đại đạo ôn dịch của hỗn độn ôn đế không đến trình độ biến thành linh quang bất diệt, nhưng về kỳ lạ thì âm tà hơn cả đại đạo của huyết tổ, chú đạo của vạn chú đạo quân. Đạo quân không thể ngăn được lực lượng ôn dịch, đại đạo tan rã, thân thể khô héo, đạo quả tan biến, nguyên thần chúng ôn dịch chết đi. Hơn nữa, ôn dịch này có thể xâm thực ăn mòn hư không, chắn không được. Hỗn độn ôn đế tùy ý thúc dục khí ôn dịch, khiến người khó có thể đề phòng. Đây là hỗn độn ôn đế hỗn hợp đại đạo Hồng Mông và đại đạo tịch diệt, sáng tạo ra đại đạo ôn dịch có vài đặc tính tịch diệt kiếp, không thể né tránh. Khí ôn dịch cuồn cuộn dâng lên rơi vào người Giang Nam, thế nhưng không thể xâm nhiễm hắn một chút nào. Đại đạo ôn dịch luôn thành công, vậy mà chẳng có chút tác dụng với Giang Nam. Giang Nam cũng tinh thông đại đạo Hồng Mông, đại đạo tịch diệt. Trừ đại đạo Hồng Mông là Giang Nam không hiểu sâu sắc bằng hỗn độn ôn đế, nhưng tạo nghệ đại đạo tịch diệt thì hắn hơn gã 108,000 dặm. Nếu là thiên quân bình thường, dính một chút đủ lấy mạng, còn người ngăn được khí ôn dịch của ta cũng có chút thủ đoạn. Thân thể hỗn độn ôn đế càng ngày càng vạm vỡ, đại đạo ôn dịch tuôn ra biến thành bảo bình. Bảo bình phun ra chứng khí đủ loại màu sắc, các đóa hoa đào tràn ngập hư không, biến thành đại trận phong tỏa xung quanh. Hỗn độn ôn đế cười nói, nhưng tộc cổ thần ta có thân thể mạnh nhất, sức chứa kinh khủng nhất ta. Ta là đế của cổ thần, ta mạnh nhất là cơ thể, là pháp lực. Hỗn độn ôn đế vỗ một trường, khí thế có 102 thiên hạ, nuốt vũ trụ càn khôn. Giang Nam giơ tay nghênh đón một trường. Giờ phút này, mặt đất, bầu trời, hư không rung lắc dữ dội. Ngân hà tránh ra, chòm sao run rẩy, các mặt trời và ngôi sao nổ tung thành ảo ảnh. Ở phương xa, tự nhiên lão quân, Thái Chân Tiên Quân cùng kêu rên phun ra một búng máu. Hai người theo quy tắc cũ cắm đầu chạy, né dư âm hai tồn tại tuyệt đỉnh đánh nhau. Thái Chân Tiên Quân, tự nhiên lão quân chạy ra mấy ước dặm mới dừng lại, trông về phương xa. Người hỗn độn ôn đế run run, các cục cơ, gân, xương nhô ra, xóa tan lực lượng một kích của Giang Nam. Cơ thể hỗn độn ôn đế đúng là cường đại, dù gã tự chém tu vi, thực lực khao hụt nhiều, không bằng lúc ở đỉnh cao, thì nhưng pháp lực, thân thể đều mạnh đến gần bằng đạo quân. Quần áo Giang Nam bay phần phật hạ xuống, tự nhiên lão quân ho khan nói, sư đệ, người thấy Huyền Thiên và ôn đế, ai mạnh, ai yếu đấy? Thái Chân Tiên Quân trầm ngâm nói, nếu là trước kia, ta chắc chắn cho rằng hỗn độn ôn đế sẽ thắng. Ôn đế dù gì cũng là đạo quân trong hỗn độn, dù tự chém tu vi, thế nhưng qua cơ duyên khai thiên, đủ để ôn đế phục hồi đến đẳng cấp đạo quân. Cộng thêm vào đó, ôn đế là hỗn độn cổ thần, bẩm sinh thân thể cực kỳ cường đại, đến cực hạn thể xác rồi. Thân thể cường đại nghĩa là trong cơ thể chứa pháp lực cực kỳ mạnh. Hỗn độn ôn đế có thân thể pháp lực cực độ thì ai địch lại nổi đấy? Nhưng bây giờ ta cảm thấy phần thắng của Huyền Thiên giáo chủ cũng không hề nhỏ. Tự nhiên lão quân gật đầu nói, giáo chủ độ kiếp dẫn động nhiều tiên thiên pháp báo, chí bảo tiên đạo công phát,
Tuy những pháp bảo này không đến trạng thái đỉnh cao, nhưng đã là bản lĩnh có 102 trong tiên giới. Hơn một nửa thiên quân vây công giáo chủ, thế mà bị hắn đánh cho tơi bời. Ba đạo quân chuyển thế là Thánh Ma, Quỷ Nhung, Kế Hoa cũng bị Huyền Thiên giáo chủ nhốt lại. Thiên Nguyên thần tổ, Huyết tổ cũng lần lượt bị hắn ám toán. Một người thân chết đạo tiêu, một người phải chuyển thế. Bản lĩnh như vậy không thua kém Hỗn Độn Ôn Đế đâu. Thái Chân Tiên Quân tự nhiên lão quân đồng cảm. Trong đại kiếp nạn, Giang Nam biểu hiện vượt ngoài dự đoán của mọi người. Một người chiến quân hùng và các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo liên tục giết vài người, chống đỡ đến lúc ba tiên thiên linh bảo Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh oanh kích. Nghe đồn sau kiếp số, Giang Nam còn đánh nhau với Vô Cực Thiên Tôn, lưỡng bại câu thương. Vô Cực Thiên Tôn là điện chủ của đạo quân điện, tuy chuyển thế thế nhưng cảnh giới cũng cỡ thiên quân. Đánh ngang tay với Vô Cực Thiên Tôn, lưỡng bại câu thương, điều này chứng minh hậu bối Giang Nam có thực lực cùng đẳng cấp với điện chủ đạo quân điện. Chiến tích như thế đủ để chấn thế, đủ để tiếu ngạo vạn cổ. Hỗn Độn Ôn Đế là kiêu hùng thống trị thời đại hỗn độn cổ thần 10 ức năm, chưa từng chuyển thế. Đạo quân đầu tiên thời đại hỗn độn, đạo chủ cổ thần. Uy danh của Hỗn Độn Ôn Đế cũng chấn thế. Tuy tự chém tu vi, nhưng thời gian lâu như vậy, có lẽ gã đã là một chân đạp tới ngưỡng cửa cảnh giới hỗn độn đạo quân. Hỗn Độn Ôn Đế cường đại là không thể nghi ngờ. Hai vị cường giả đặt trong thời đại nào từ xưa đến nay đều quý hiếm, long phượng sừng lân. Có lẽ Huyền Thiên mạnh hơn một chút á. Tiểu tử này có Hỗn Độn Thiên Cung, Đinh Thiên Nguyên Thông. Hai pháp bảo kia đều là đẳng cấp tiên thiên pháp bảo. Thái Chân Tiên Quân cười nói, Hỗn Độn Ôn Đế bị chấn áp lâu, trên người có pháp bảo gì đều bị luyện hóa rồi. Nếu Huyền Thiên sử dụng tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo thì Ôn Đế sẽ không đánh lại. Tự nhiên lão quân gật đầu nói, chúng ta xem Huyền Thiên giáo chủ một đường trưởng thành, không ngờ bây giờ đã trở thành thủ lĩnh ngang ngửa với Hỗn Độn Ôn Đế rồi. Còn chúng ta thì lo làm sao chứng đạo thiên quân đấy. Hai vị tiên quân chưa nói xong, Giang Nam và Hỗn Độn Ôn Đế đã lao vào đánh nhau.